cho mạng lưới của hội bảo vệ trẻ em Việt Nam để cho cùng trẻ em và bộ lao động thương binh xã hội và hội bảo vệ trẻ em Việt Nam tổ chức. Đây là đến nay là thành công tốt đẹp. Bác luận chủ tịch Quảng Ninh, đơn vị đăng cai điểm tập huấn năm 2020 tại Quảng Ninh. Các anh, các chị trong các cán bộ trong cùng trẻ em và trung xã hội của hội trẻ em Việt Nam đã tổ chức hội nghị này. Hai nữa là em cũng xin cảm ơn tất cả các báo cáo viên, giảng viên và đã nhiệt tình truyền những kiến thức, kinh nghiệm và những kỹ năng trong công tác thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em, thì để cho cũng là bài học quý báu cho tất cả học viên, nhưng chính thực ra là rất là thiết thực đến là hội viên cũng lần đầu tiên là rất nhiều chân dép của hai chị toàn người sinh anh em thì các chị sinh cho nên chân dép toàn người sinh trên xã hội tự nguyện chứ chưa được tỉnh công nhận, và chúng em cũng làm thủ tục hai lần để kỳ hội, nhưng mà tỉnh đến với và đây em cũng làm nhưng mà chưa được biết, thì cũng có cái hạn chế hơn nhiều các cái tỉnh khác. Thì là chúng em cũng trẻ quá, đa số là nói chung là đến 95% là chị em tình em kết hợp phối hợp, bản thân em cũng đang công tác nhiệt liệt luôn công tác, thế nên là có cái điều kiện thời gian thì nó khó hạn, thế nên là cũng mong muốn rất có điều kiện, có thời gian nào đó thì là hoạt động như thế này sẽ tổ chức nhiều hơn các cái tập huấn tại Quảng Ninh để chúng em được học tập. Hai nữa là chúng em học tập chung về các tỉnh nhiều, có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng chúng em trước tiên thì cũng là được hội cũng được quan tâm, sự quan tâm của hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Thì năm 2015 thì chỉ là một liên chi hội, liên chi hội thực tế thì chỉ có khoảng hơn 10 người, nhưng mà quá trình mà tích cực giữa cán bộ và hội viên thì là vận động, thì hiện nay chúng em được 9 chi hội. Mà hội viên chúng em thì chúng ta là rất là đông, phải đến hơn 500 hội viên thôi, nhưng mà đa số các chị em để thường công tác ở các nơi, không có anh chị thì có thể là cũng ở nước ngoài thôi, hiện cũng công tác nước ngoài chứ không phải là ở tại Việt Nam. Những người thì mong các anh các chị thì hội trực tiếp nhất là hội trung ương, các hội trung ương sẽ quan tâm với chúng em nhiều hơn và cũng tạo điều kiện cho chúng em là học thêm nhiều, vì nó thực ra là cũng mải làm ăn nên là cũng nhiều cái cũng còn thiếu sót. Như là ví dụ chúng em có thể thực hiện trong cái thời gian khác ấy, chúng em có thể là kết nối, hay là chúng em có thể là đi kết nối này, thu thập thông tin này hoặc là một vài đấy, nhưng mà thực ra cái giám sát thì chúng em chưa làm được nhiều đấy, là vì là thực tế bây giờ có đi hơn nữa thì chúng em một là thời gian nó có hạn, hai nữa là nhiều khi thì đến nơi đấy thì gia đình người ta giống địa phương người ta cũng không phối hợp với mình thì mình rất là khó đấy, thế nên là nhiều khi chính quyền cũng còn nhiều cái khó khăn tạo điều kiện buổi tập huấn hôm nay thì chúng em thì anh chị em chúng em cũng tính mình bác đi làm thì từ phó chủ tịch tỉnh đúng không, từ chủ tịch huyện bí thư đi nhiệt liệt cùng với bác lại để truyền đạt cho em những cái kinh nghiệm quý báu để chúng em học tập và kỹ năng để sau này về sẽ làm tốt hơn. Ký người đi công tác em cũng thay mặt cho nhiệt tình hội kính chúc các đồng chí sức khỏe hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn trong cái công tác chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em, mà em xin cảm ơn.